Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái phương thức hoạt động của một cái website viết bằng MVC đơn giản, và tôi đang sử dụng là bộ Visual Studio 2022. Trước tiên tôi sẽ tạo ra một cái project mới. Thì các bạn chọn là C# và môi trường web. Ở đây mình sẽ chọn mô hình MVC ha, MVC ASP.NET Core Web MVC. Các bạn chọn net. Rồi mình lưu với dạng, mình chọn một đường dẫn để tôi lưu trong cái thư mục tạm. Web MVC 1, các bạn chọn net. Ở đây nó xài cái net 8.0, mình cứ net và chọn Create là xong. Rồi, ta sẽ có 3 lớp MVC gồm có controller, model, view. Thì ở trong đây nó có hai cái trang, là trong cái một cái trang là index màu xanh với oxy. Đây là trang Inet các bạn. Trang Inet là trang homepage. Và cái code của trang Inet ở đây ha. Rồi, trang Inet. Tôi sẽ chạy cái project mẫu lên cho các bạn xem. Ở đây mình có trang Inet này và trang privacy, trang Inet. Ở đây nó sử dụng một cái layout mẫu. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn những cái phương thức hoạt động của trang web này. Thì cái mô hình ba lớp hoạt động như sau. Thứ nhất là mình phải viết được cái controller. Ở đây mình có controller home, thì trong home này mình sẽ có hai trang con, là một cái trang index, trang privacy, là mình viết code cho trang ASP này. Thì tương tự ở trong view mình sẽ tạo ra một cái thư mục
là home tương ứng controller này, rồi sau đó mình viết một trang API là trang index, trang privacy. Ở đây thì tôi sẽ tạo ra một cái trang mới là trang about. Thì đầu tiên mình viết code cho cái trang about ở đây. Mình đặt là about ha, là trang giới thiệu. Rồi vậy khi mình có code trang about, và trang about này nằm ở trong home controller này, thì ở trong home này mình sẽ tạo ra một cái trang about, mình add một cái view razor view ha. Rồi mình add ở đây, mình đặt tên là trang about, và ở đây là mình đang đồ chết mẫu thì mình chọn empty, và cái trang mà mẫu của mình á thì ở đây là ở cái chỗ là sử dụng cái layout. Thì trong ví dụ này nó sẽ cho mình cái layout sẵn ở trong xe này nè, có layout ha, mình chọn cái layout này. Ok rồi, mình add này. Sau khi chúng ta tạo ra được trang about này á, thì trang about này thừa kế từ cái layout ha, layout trồng nằm trong cái thư mục xe đây các bạn. Rồi trong layout thì sử dụng cái hai cái thư viện ở trong cái validation, thì cái lúc mà gọi hàm thì nó gọi phía trong như các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ tạo ra một cái menu about dựa vào cái layout có sẵn này. Thì mình cho home, mình đã có trang about, trang about này là cái control này là home, có cái trang about, mình đặt vào about ha. Rồi mình bắt đầu mình chạy xem thử kết quả. Ở đây mình sẽ có trang about nè, home là trang index, mình trang privacy, trang about. Như vậy tôi sẽ nói lại cách thức hoạt động của một cái trang API. Đầu tiên trong cái control này mình phải viết một cái trang tương ứng với cái action resource nè. Ở đây mình viết theo cái kiểu Razor ha, 2022 thì hỗ trợ là Razor thôi. Thì ở trong đây có ba trang index, privacy, about. Thì tương ứng như vậy thì trong cái home này nè mình sẽ có ba trang tương ứng, thì mình gọi ra. Thì ở mỗi cái trang này á, code nó đều thừa kế từ cái layout ha, cái layout này. Rồi như vậy tôi sẽ tạo ra một cái control mới. Thì các bạn muốn hệ thống một cái trang mới á, thì các bạn tạo ra một cái control mới. Ví dụ mình tạo ra một cái control mới s này, control, thì mình cho cái empty control cũng được, rồi hoặc là cái thứ hai cũng được, read by action. Mình đặt tên control của mình là hotel, rồi add cái control hotel này kìa. Thì khi đó thì nó sẽ có được một cái số trang mẫu có sẵn.
index này, detail BI. Rồi. Hoặc là mình chọn MT cũng được. Thì tương tự như vậy. Các bạn phải tạo ra cho tôi là một cái thư mục ở trong view. Đặt tên là tương ứng với control mình là hotel ha. Rồi. Ở đây thì mình đầu tiên có trang index này. Thì mình sẽ tạo ra được cái trang index của mình. Sau khi mình tạo ra cái hotel control này thì cái trang mẫu sẽ có sẵn cho mình. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái trang index ha. Một cái view. Mình chọn Razor View nha em. Chọn F. Thì ở đây nó chọn sẵn cho mình cái layout cũ ấy. Mình đặt trang của mình là trang index tương ứng với cái trang index ở trong cái control hotel. À, trang này trang index của hotel okay. Rồi, để mình đưa vào trong cái menu thì cũng gọi tương tự như vậy. Cho star này, các em cho này là ở đây mình có là control mình là hotel này, trang mình là trang index nè. Thì mình đặt tên tạm thời nó là tên hotel ha. Rồi mình chạy lên. Ở đây mình có trang hotel nè. Hotel này nó sẽ tương ứng với hotel sàn internet. Như vậy để tạo ra một cái control mới thì tương ứng cái control này mình viết bao nhiêu trang thì mình sẽ tạo ra bấy nhiêu cái thư mục và những cái trang tương ứng mình gọi ra cho nó. Vì ở đây mình có trang detail nên mình viết trang detail vào. Đó là cái nguyên lý hoạt động của ARPNet MVC. Rồi, ví dụ tôi sẽ tạo ra một cái control mới. Thì sự khác biệt giữa hai cách viết là action resource và action resource thì chúng ta sẽ đề cập sau. Rồi. Mình sẽ tạo ra một cái controller mới. Rồi, mình chọn là MT cũng được. Đây. MT ha. Yes. Mình đặt ra là một cái tên là Home 1. Yes. Thì ở đây thì tự động nó sẽ tạo ra một cái ai action resource. Thì tương ứng ở đây thì mình cũng tạo ra cho này một cái thư mục là Home 1. Rồi ở trong đây nó có trang index thì mình cũng tạo lại cái trang index. Rồi ở đây vẫn là index ha. Đây mình có trang index
index của hôm 1. Đây mình xét hôm 1 xét index, hoặc là mình khỏi xét nó tự động cũng lấy index cho luôn. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cái phương thức hoạt động của một cái trang web ARPNet FPC. Đầu tiên là mình phải tạo cái control. Tương ứng với control thì mình sẽ tạo ra cái thư mục tương ứng, và trong control này có bao nhiêu trang thì ở trong cái thư mục tương ứng sẽ có bấy nhiêu trang. Các em thực hành theo hướng dẫn có thể nhé.